Ok, xin chào anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Quang, Phan Tuấn Cơm, Minh Đắc, anh em Quân Chu, anh em Minh Đặng, anh em Trần Đức Trung. Ơ, anh em Trần Đức Trung tôi tưởng cảm ơn từ cái video hôm trước rồi nhỉ? Tại sao lại có ở trong cái bảng này nhỉ? Thôi không sao, đứng đầu hội siêu cấp thì cảm ơn hai lần thì nó vẫn cứ là ít. Rồi, cảm ơn anh em Hoàng VM, anh em Trịnh Tuấn, anh em Hưng Phan và anh em Đỗ Quang Huy đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hộ tôi. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, ngày hôm nay 13 tháng 5 là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Mạnh Xoăn. Và anh em Mạnh Xoăn thì là fan ở trên kênh được chắc cũng phải tầm 4 năm rồi. Đấy, từ những cái ngày đầu tiên mà tôi làm YouTube. Đấy, anh em xem tôi từ cái lúc mà tôi làm Dota cơ. Dota Auto Chat ấy. Đấy thì hôm nay là ngày sinh nhật của anh em Mạnh Xoăn thì tôi xin được dành cái clip này để chúc mừng sinh nhật anh em Mạnh Xoăn. Đấy. Và anh em Mạnh Xoăn thì cũng có nhắn tin cho tôi. Và tôi đọc cái tin nhắn của anh em, cái comment của anh em ở trên kênh thì tôi cảm thấy là tôi không biết là tôi có lên để lên trên này không. Đấy, nhưng mà khi mà tôi để cái tin nhắn ở trên này thì tôi hy vọng là đây sẽ không phải là một cái clip buồn đối với anh em Mạnh Xoăn. Khi mà có thể là năm sau hoặc là sau này anh em xem lại những cái clip ở trên kênh ở trong cái ngày sinh nhật của anh em ở trên kênh thì anh em sẽ thấy là cái quá khứ nó được nhắc lại thì nó sẽ buồn. Xin chia sẻ với các anh em ở trên kênh là anh em Mạnh Xoăn đang hiện tại là gặp biến cố trong cuộc sống. Và sau đây là cái tin nhắn của anh em Mạnh Xoăn gửi cho tôi. Anh Tuấn Cơm à, 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của em. Bữa em vỡ lợ, nay phải mũi lé. Nên là em hy vọng anh sẽ làm bộ chín lé để an ủi phần nào cho em. Em cũng theo dõi anh từ rất lâu rồi, từ ngày anh mới lập kinh cơ. Tôi biết cái điều này. Đấy. Lúc anh còn chơi Auto Chat Dota. Hy vọng anh sẽ chiều ý fan, chúc anh ngày càng thành công. Cảm ơn Mạnh Xoăn nhé, cảm ơn em rất nhiều. Chắc chắn rồi, chắc chắn là trong cái ngày sinh nhật của anh em Mạnh Xoăn thì nếu mà anh em có cho tôi biết là cái ngày nào là ngày sinh nhật của anh em Mạnh Xoăn thì chắc chắn là tôi sẽ làm clip để dành tặng anh em thôi. Và tôi nghĩ là với những cái biến cố như thế trong cuộc sống mà anh em vẫn nhớ tới tôi, đấy, vẫn là tìm được cái niềm vui ở trên kênh. Mà biết đâu là sau khi xem xong cái clip của tôi thì anh em cũng bớt đi những cái muộn phiền phần nào đấy. Đấy thì tôi cũng rất lấy làm vinh dự. Và nhân đến ngày sinh nhật của anh em thì tôi cũng chúc anh em là sẽ sớm vượt qua được những cái sóng gió của cuộc đời nha anh em nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay tôi sẽ làm bộ 9 phe giờ anh em nhá. 9 phe giờ thì chắc là tôi sẽ chơi fake. Đấy, 9 phe giờ fake thôi. Và đây thú thật với anh em là cũng là một trong những cái bộ thông thạo 10 của tôi. Đấy. Thậm chí là tôi đã còn coi như là tiếp thu bí kỹ tinh hoa của người khác. Đấy. Để tôi coi như là tôi thêm vào cái sức mạnh của cái bộ 9 phe giờ này, cái cách chơi. Đấy, đợt trước thì tôi cũng đã tiết lộ cho anh em rồi. Đấy chính là anh em Hot 1108. Một trong những anh em fan người Hàn Quốc ở trên kênh. Đấy, fan cứng luôn đấy. Kênh tôi có mấy ông fan nước ngoài anh em ạ. Fan mà thậm chí là nổi tiếng luôn. Có ông làm YouTuber Ji Wong View. Đấy, anh em biết Ji Wong View không? Người Thụy Điển cũng là YouTuber. Đấy, và cũng là fan kênh của tôi. Mấy ông này fan kênh gọi là fan cứng luôn đấy. Clip nào cũng xem. Kênh của tôi bây giờ nó không phải là chỉ gói gọn ở trong là các anh em Việt Nam xem nữa, mà nó đã vươn ra cái tầm thế giới rồi. Đấy, tôi phải tự hào với khoe với anh em cái điều đấy. Nó rơi vào cái tầm thế giới rồi. Rất nhiều người nước ngoài xem. Đấy, và hiện tại nếu mà anh em lên YouTube ấy, anh em đánh chữ Auto Chat Mobile thì chắc chắn là nó sẽ là hàng đầu. Đấy, nó sẽ là đề xuất đầu tiên là kênh tôi. Bởi vì kênh của tôi ấy, bây giờ hiện tại là top 1 YouTube về cái thể loại này trên toàn thế giới nhá, không phải chỉ tính ở Việt Nam đâu. Đấy, nên là anh em biết là cái kênh nó tầm ảnh hưởng nó rất lớn. Đây nó là cái niềm tự hào của cá nhân tôi nói riêng cũng như là người Việt Nam nói chung. Đấy, các anh em chơi Auto Chat ở Việt Nam. Mà có cái điều này mà có thể là anh em đã biết, đấy chính là người Việt Nam của chúng ta là những cái người mà chơi hay nhất ở cái bộ môn này luôn, ở trong cái trò chơi này. Đấy, chấp tất cả thể loại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản các thứ không bao giờ bằng ở Việt Nam luôn. Tôi thật với anh em là anh em cứ vào game anh em mới thấy là nếu mà anh em gặp Việt Nam ấy, anh em cực kỳ sợ luôn. Bởi vì là anh em Việt Nam đánh quá hay. Tôi thế mà. Tôi gặp Việt Nam mà tôi cực kỳ sợ luôn. Nhất là những cái trận đấu mà full Việt Nam. Đấy, 8 ông Việt Nam thì trận đấy nói thật với anh em là bình thường ấy.
gặp những cái thằng Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi thì Lào, Campuchia, Philippines các thứ, là tôi bình thường là tôi vừa có chơi game nhưng tôi vừa xem YouTube luôn. Đấy, thậm chí là tôi vừa trông con. Nhưng mà khi mà một trận đấu ấy mà 8 ông Việt Nam ấy thì tôi nói thật với anh em bỏ hết, chỉ có tập trung mà chơi game thôi, không làm được cái gì cả anh em ạ. Bởi vì đánh nó quá gắt luôn. Đấy mà anh em thì đã đánh gắt như thế rồi, xong rồi anh em vào rồi kênh tôi, anh em xem. Đấy mà tôi thì tôi lại cũng không giữ bí kíp nữa. Bí kíp nào cũng chia sẻ. Meta thì toàn là đội siêu mạnh, TAS là chia sẻ hết. Đấy rồi thì bí kíp cũng chia sẻ, chia sẻ toàn bộ anh em luôn. Từ cái bí kíp Ngũ Long Hóa Hình là bao nhiêu người học theo luôn. Đấy, cả nước ngoài lẫn Việt Nam đều học theo. Thì anh em cũng biết là tôi cũng chả có giữ cái gì cho riêng mình cả. Chả là tôi thì tôi, nếu mà tôi có giữ thì tôi cũng chỉ là ghim một thời gian thôi. Đấy, sau đấy tôi tìm hiểu lâu lâu rồi tôi thấy cũng có thể là chia sẻ với anh em được, cái tôi chia sẻ. Tôi thì tôi chỉ sợ là bản thân mình làm cho mọi người là sờ pha một bộ thì nó không hay thôi. Trong rank thì mấy cái bộ mạnh anh em cứ vào anh em xem thôi, anh em cứ thế thôi, anh em chiến thì... Và thật với anh em là nhiều khi là cũng nhiều người khó chịu anh em ạ, khó chịu tôi ấy. Đấy, nhưng còn anh em thì anh em có biết là ai đâu mà khó chịu. Người ta chửi tôi thôi. Đấy, nhiều khi là sợ bị chửi nên là cũng... Đấy, phải thế, phải ghim lại một thời gian rồi mới dám bỏ ra để cho anh em xài. Nhiều người biết thì nhiều người sâu farm rồi vào toàn 4-5 ông chơi một bài anh em ạ. Đấy, như mấy hôm trước thì đỏ, 6 đỏ kẹp lùn, nhiều người chơi vãi đái luôn. Rồi sau ngày hôm qua thì đã bắt đầu mấy ông đã bắt đầu sâu farm Exit Witcher. Tôi thật anh em là hôm nay đánh giải tôi gặp một ông chơi Exit Witcher luôn, đấm tôi như con luôn. Đấy, anh em. Nhưng mà anh em đấm tôi ấy, thì anh em cũng đừng có gáy khét quá, anh em gáy vừa vừa thôi. Đấy, bởi vì anh em sau khi anh em đấm tôi thì anh em nhớ lại ai là cái người mà đã chỉ cho anh em nhá. Dã man thật sự. Tôi chỉ với anh em đấm tôi gáy kinh khủng luôn. Dã man. Đấy chính là cái lý do mà tại làm sao mà nhiều khi tôi cứ giấu ải. Đấy, anh em hiểu tôi nhá. Và anh em cũng nên hiểu cho tôi, bởi vì là nhiều khi ấy, bài đen ấy thì đương nhiên là nó cũng sẽ không thể nào mà nó có thể là được top 1 mãi được rồi. Sẽ có những cái trận đấu mà trước top 8 nó là bình thường. Đấy. Có thể là bài đen hoặc có thể là tôi đang tìm hiểu meta. Đấy. Tôi đang tìm hiểu meta này rồi thì tôi đang test meta thì tôi sẽ phải chơi những cái bộ độc dị lạ. Đấy, những cái bộ mà chưa ai từng sờ vào. Đấy, tôi thử nghiệm để coi như tôi rút được kinh nghiệm cho anh em đỡ phải chơi. Đấy, tôi tìm ra cái bộ mạnh để anh em chơi. Rõ ràng là như thế thôi mà anh em lại cứ coi như là anh em... Mỗi lần mà tôi bị như thế là anh em gáy khét kinh khủng luôn. Mà rõ ràng là tôi chấp nhận hy sinh. Đấy, tôi chấp nhận là bị top thấp để tôi vọc vào những cái bộ mà không ai chơi. Đấy, tôi chấp nhận hy sinh để phục vụ anh em cơ mà. Đúng không? Rõ ràng. Đấy, thế nên là anh em nếu mà là fan ở trên kênh ấy, mà anh em đang thấy tôi chơi một cái bộ lạ vãi ở cứt ra và tôi bị top 8 ấy, thì anh em nên hiểu của tôi. Chứ anh em đừng có lấy đó nó làm cái trò cười, nó buồn cười lắm anh em ạ. Đấy, nhiều khi là ăn được cái tôi ở cái những cái trận mà tôi đánh một cái bộ rất là lạ. Đấy, sau đó anh em thấy tôi top 8, anh em chụp ảnh lên, anh em đăng ở trên diễn đàn ăn được tuần cơm thì điều đó làm cho tôi rất là buồn. Đấy, tôi không phủ nhận là cái việc là tôi bị thua top 8 nhá. Tôi không phủ nhận là cái việc là tôi không bao giờ tôi 100% là tôi được top 1 cả. Đấy, nhưng mà tôi nói thật với anh em là tôi sẽ phải khẳng định với anh em là những cái điều mà tôi làm đấy là để phục vụ anh em, phục vụ cộng đồng. Nên là đấy, nếu anh em không phải là anti thì anh em đừng làm thế. Đấy, còn anti thì kệ mẹ nó thích chửi tôi thế nào kệ thôi, tôi cũng quan tâm đâu. Đấy, nhưng mà anh em fan nhá, rõ ràng là nói là fan kênh thì không nên làm thế nhá. Khi mà tôi đang test một cái đội hình lạ thì đương nhiên cái việc mà nó bị top 8 để chúng ta có kinh nghiệm cho bản thân tôi cũng như tôi truyền đạt cái kinh nghiệm cho anh em cơ mà. Đấy, còn tôi thật với anh em, thằng nào mà nó bảo rủ tôi solo khô máu tôi sẵn sàng luôn. Đấy, tôi sẵn sàng luôn, tôi sợ gì đâu. Ui rồi, top server tôi không sợ nhá anh em nhá, top server tôi không ngại cơ mà. Top server nhiều khi gặp tôi vẫn đấm nó như con luôn. Đấy, thế tôi có ngại gì đâu. Đánh độ nó phải khác anh em ạ. Tôi một khi mà tôi đã chơi cái đội hình mà nó đang thuộc về cái bí kế ấy, đấy, thông thạo 10 ấy, hoặc là những cái đội hình mạnh meta ấy, rõ ràng đấy là cái việc là try hard nó khác. Đấy, còn đang tìm hiểu, đang coi như làm content thì nó khác anh em ạ. Hai cái đấy nó hoàn toàn khác nhau. Đấy. Ví dụ như cái trận này chẳng hạn nhá.
rõ ràng là nó thuộc về cái thông thạo của tôi. Thì tôi bây giờ tôi bảo đảm bảo với anh em luôn là trước round 15 đúa là cắt chuỗi của tôi. Khẳng định với anh em luôn. Đấy, tôi cực kỹ luôn. Ôi dồi, súng lên 2 sao. Tôi đánh cực kỹ luôn, không thằng nào cắt được đâu anh em ạ. Bây giờ thằng nào trộm chó có người soi hộ thì may ra bắt được con súng hay là cái gì đấy thì may ra tôi mới thua. Mất chuôi chứ còn cái tầm này không sợ thằng nào hết. Ok, ghép đồ chắc chắn là có chuỗi luôn. Ghép là tôi ghép toàn bộ đồ, không có bỏ một cái món đồ nào luôn ở ngoài luôn, anh em thấy không? Tôi ghép full đồ luôn à. Những cái món đồ gì mà nó ở trong cái bộ này là tôi biết hết rồi. Đấy, những cái món đồ gì cần, những cái món đồ gì không cần thì là tôi cũng biết hết rồi. Nên là tôi có thể chốt món nào sớm, món nào là muộn là tôi có thể chốt được luôn. Đấy, này full lần 2 sao không ăn được đâu. Ego Seed ấy. À, thằng này Ego Seed Witcher này. Rồi. 6 phe giờ. Thiếu một con à? Chúng ta còn một con phe giờ nữa, tôi sẽ bỏ một con CM ra để tôi cho phe giờ vào. 6 phe giờ chắc là lên level 8 mới chơi. Tầm này tôi nghĩ được rồi. Súng 2, thỏ 2. Có cây ở phía trên, có giáp xoay, đó ok, có tăng cơ, có đam. Có gấu cũng làm tăng luôn. Con gấu gọi ra làm tăng luôn. Assassin này. Ôi, hai con ốc 2. Vãi cứt, ra 13 hai con ốc 2 ạ. Nhưng mà tôi vẫn ăn được anh em ơi. Hay quá. Rồi. Đấy, là 14 rồi này anh em này. Đây rồi, 6 phe giờ rồi. Ok, 6 phe giờ đã. Ừ. 6 phe giờ 3 Hunter. Ngon luôn. Round sau up lên 8. Cho em con gấu vào. Cái tầm này tôi nghĩ là thôi, cứ để giữ này được rồi. Lên 8 rồi, không phải vội đâu. Có súng 2 nó khỏe anh em ạ. Tầm này ok. Giai đoạn này như thế này là ổn. 3 Hunter 6 phe giờ. Ui vớ vẩn, cắt được chuỗi luôn thằng này này. Thằng này yếu cái này luôn. Chưa đủ 6 nai thì cửa gì ăn được. Với cả phe giờ này nay không có đam đâu anh em ạ. À, hay quá. Rồi đây, thay con này vào. Thay con Light Blade Light chứ. Light Blade Light. Light Blade Light bán đi thôi. Đồ không có đồ cho Light Blade Light, tôi bán nó, không dùng Light Blade Light. Chúng ta giữ được cái chuôi đến round 16 là nó đạt chỉ tiêu ở đây anh em ạ. Tôi chỉ cần thế thôi. Bởi vì cái bộ này roll ở 8 mà. Chúng ta dừng lại ở 8, chúng ta form đội hình. Thì cái lúc đấy thì cũng xác định là mất chuôi thôi. Bởi vì cái đội hình nó chưa form được. Đấy. Khi mà chúng ta form được 9 phe giờ thì nó cũng rất là ok. À và với cả đây nó không phải là cách chơi của Hot 1108 nha anh em nhá. Hot 1108 không chơi như tôi. Đây là cái cách chơi là phổ biến của tôi thôi. Còn cái cách chơi 1108 là dừng lại ở 7 và roll cơ. Đấy, nhưng mà tôi lên 8. Bởi vì tôi không chơi con súng. Anh em nhá, trận này tôi không chơi co súng. Co súng thì lấy đồ kiểu khác. Thì anh em có thể xem cái clip mà tôi sẽ để ở cuối cái clip này nha anh em nhá. Đấy, trận đấu mà anh em có thể học theo cái cách chơi của Hot 1108. Và tôi mô phỏng lại bằng cái việc là tôi lên clip hướng dẫn anh em. Đấy, chứ còn thực ra là đấy không phải cách chơi của tôi. Rồi. Cái trận này mới là cái cách chơi mà tôi hay chơi nha anh em nhá. Nó cũng là một cái kiểu. Rồi bây giờ tôi sẽ lên 8. Tôi lên level 8, tôi kẹp thêm con gấu đâu. Chứ tôi không roll súng 3 ở level 7 đâu. Đấy, còn Hot 1108 thì sẽ chơi là dừng lại ở level 7.
và Ron con súng 3 sao. Đấy. Trong đội hình thì nó sẽ có con Wing Ranger này. À không không không, không có Wing. Có con thỏ này. Con súng này, con Tabu Witcher này. Con cây này. Đấy, bao đấy. Và Ron ở 8 thôi. À Ron ở 7 thôi. Lên 9 thì bắt đầu kẹp Doom, kẹp với cả con 5 đô. Chỉ còn lên 9 khi mà chưa lên 3 sao thì chưa lên 3 sao thì chưa lên 8. Đấy. Đánh là Ron 3 sao, cây Ron 3 sao tao bú chưa luôn. Sau đó dần dần là lên 9, lấy đô rồi đô nó xuống. Có một cái hay ở trong cái bộ đấy, nó lên game nó rất là dễ chuyển, bởi vì giữ lại con súng mà, con súng làm co. Lên game có thể chuyển sang 9 Hunter bằng cái bộ fake được. Đấy. Hoặc là có thể chuyển sang Witcher kẹp với cả Feather. Cái bộ đấy là cái cách chơi đấy là phát triển được như thế nha anh em nhá. Còn cái bộ này thì không phát triển được như thế. Bộ này thì lấy đồ kiểu khác. Chơi chắc là cái độ linh hoạt của nó sẽ không bằng của Hot 1108 đâu. Cái bộ này thì đã chơi 9 Feather là chơi luôn đến cuối luôn. Đấy, chứ còn cũng chẳng phải chuyển. Không chuyển luôn. Đấy, đồ dồn cho cây nha anh em nhá. Cái cách chơi là dồn đồ cho cây, thế thôi. Và thậm chí là tôi còn có thể là dí thẳng lên 9 luôn. Tôi đủ tiền tôi dí thẳng lên 9, xong rồi tôi kẹp 2 bit vào luôn. Đấy, để tôi có thể giữ được chuỗi đến hết round 20. Cũng ok. Hay quá, ô thằng này bỏ hết bài ra này. Hay thế nhở. Đấy, đủ tiền lên 9 rồi này. Bây giờ tôi đủ tiền lên 9, tôi lên 9 tôi kẹp thêm beat vào cũng mạnh nha anh em nhá. Nhưng mà round này nó bị lẻ tiền. Round sau. Round này thì nó lẻ tiền anh em ạ. Để round sau chặn tiền rồi up. Round chúng ta sẽ đợi round 19 chúng ta up cũng được. Đấy, để chắc chắn là giữ được cái chuỗi này anh em nhá. Ở đây có thằng Warrior thì gặp rồi. Warrior tương đối mạnh nhưng vừa lấy lỗi bỏ hết bài ra. À, chỗ này có rất nhiều người chơi đỏ luôn. Ôi tôi chết rồi. Cái bộ này của tôi là nó hơi sợ bộ đỏ đấy. Chúng ta phải kẹp thêm con Dark Grid vào. 9 Feather là bị counter bởi bộ đỏ nhá anh em nhá. Nên anh em hết sức cẩn thận. Anh em chơi 9 Feather mà trong cái trận đấu mà nó quá nhiều người chơi đỏ ấy. Thì là nó không ổn đâu. Đấy, như trận này là khá nhiều người chơi đỏ này. Ok, nhưng cái tầm này tôi vẫn ăn được. Tầm này chắc vẫn ăn được thôi. Đỏ phải 6 đỏ có Battleman thì mới sợ. Đấy, heo phải lên được 2 sao. 6 đỏ Battleman 2, heo 2 với cả kẹp lùn. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ thua. Còn cái tầm này đương nhiên là đây nó vẫn là giai đoạn giữa game. Thì 9 Feather nó vẫn đang có ưu thế hơn hẳn so với bộ đỏ. Nhưng mà cuối game ấy, khi mà đỏ thấp máu thì lúc đấy thì sẽ là sợ. Dí phát lên 9 luôn nhỉ. Dí lên 9 luôn, kẹp thêm con beat vào. Tôi cũng chưa có nhu cầu là phải roll. Tôi xác định nhá là tôi lên level 9 tôi mới roll. Để tôi kiếm được cái những cái con đắt tiền. Những cái con như kiểu Doom này. Hay những cái con như kiểu Dark Spirit. Để tương lai tôi sẽ đánh với cái bộ đỏ anh em ạ. Đấy. Nhưng mà cái trận này nhá, bây giờ đang thấy là có thằng này gặp rồi. Quang Thịnh gặp rồi. Nó mạnh nhất thì gặp rồi. Nên là bây giờ khả năng là cũng không cần phải áp cấp đâu. Cũng để cái này là ăn mà. Tầm này không ăn được luôn. Đấy. Gặp cái thằng lại còn đang bị ao này. Giữ chuối đến round 20 luôn mà. Rồi đến round 21 thì lên 9 thôi. Cái thằng mạnh gặp rồi nên là không up. Nếu mà chưa gặp ấy, thì tôi sẽ up. Nhưng mà gặp rồi nên là thôi. Rồi quá ngon anh em ạ. Bây giờ thiếu Grim thôi là được rồi. Grim vào thì chắc là vứt tạm con chắc là sẽ vứt súng đấy. Grim vào thì vứt súng ra. Dồn đồ cho thỏ thôi. Lúc đấy dồn đồ cho thỏ. Chúng ta sẽ giữ lại con Wing với cả con Grim, con thỏ. Sau update thì cái bộ này nó cũng bắp lên khá khá đây anh em ạ. Nó bắp khá nhiều đấy. Không yếu đâu. Thank you.
cái bộ này tuy rất ít người chơi nhưng mà nó không hề yếu nha anh em nhá. Không hề yếu đâu, thậm chí là khá là mạnh đấy. Sau khi update được bắp anh em ạ, bắp khá khá luôn đấy. Anh em biết là ngày trước ấy, cái combo mà Grim quẹt mực này xong rồi thỏ tung trưởng là bắn mũi tên ấy, là cái combo đấy thì nó từ trước đến nay nó đã có rồi. Nhưng mà sau khi update thì nó có thêm cái combo là Grim quẹt mực đấy, xong rồi là Wing Ranger là cũng stun luôn, stun chùm luôn. Cực kỳ nhiều con là bị dính stun. Mà cái stun của con Wing này nó cũng khá lâu ấy. Đấy là cái bộ này bộ siêu khống chế ấy. Bây giờ chốt đồ này hơi khó nghĩ ở cái đoạn này nên là tôi cũng chưa biết là tôi lấy cái đồ gì. Tinh thể mana nhá thì cũng được. Đấy mà nhẫn sinh lực mà ghép cái gậy gai thì cũng được. Mà cái nhẫn lé để ghép cái bling thì cũng được. Cả ba món đều rất là quan trọng ở trong cái lab này. Tuy nhiên là hiện tại là chúng ta đang giữ chuối thì tôi nghĩ là nên lấy cái viên nhẫn máu để chúng ta ghép cái gậy gai cho con súng. Bởi vì con súng hiện tại nó đang là nhân vật chính ở trong cái đội hình này. Đấy, chúng ta chưa form được cái bộ 9 feather nên là cái bling hiện tại là nó nếu mà ghép thì nó rất phế. Tôi nghĩ là để như này nó hợp lý nhất là tôi sẽ lấy cái gậy gai anh em ạ. Đấy, còn món nào cũng quan trọng thôi, tí nữa cũng sẽ phải có slot cho cái bling. Nếu mà không có bling thì combo sẽ rất là tù nha anh em nhá. Rồi. Sớm muộn gì thì cũng sẽ phải lấy bling đấy. Nhưng mà tôi bởi vì là tôi chốt cái gậy gai để tôi giữ chuỗi. Hiện tại chuỗi tôi vẫn đang xanh lè đây. Chưa thấy thằng nào ăn được luôn. Rồi roll thôi. Chúng ta sẽ roll kiếm con cây bà đã cho chắc kèo này. Ui đu mày. Từ từ nha, thế thì phải roll mạnh tay à. Tôi không muốn roll quá nhiều. Tôi không muốn roll mạnh tay anh em hiểu không. Tôi chỉ muốn roll từ từ để nó form được đội hình thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái bộ này này bây giờ nó, để nó roll ra được con Grim ấy thì bây giờ chuyển thì nó vẫn yếu. Khi mà bây giờ chưa có đủ cái những cái con mà có thể là ghép được vào trong đội hình này anh em ạ. Nó phải full 2 sao, nó gồm có Doom 2 này, cây 3 này, thỏ 3 này. Đấy thì lúc đấy thì 9 feather nó mới gọi là đưa chuối. Bây giờ có form được 9 feather cũng thế thôi anh em ạ. Đây gặp thằng 9 warrior. Thôi, xác định là mất chuỗi luôn nào này thôi. Mà mất chuỗi cho cái thằng này thì là quá là ok luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta không sợ cái thằng 9 Warrior. Đấy, lên game 9 Feather không sợ ở nhà này. Nên là nó khá là ok. Rồi, không sao. Nhà này tí nữa sẽ có con, tôi để cái con Dark Spirit sẵn ở đấy rồi. Thậm chí là có cả một cái con Squire tôi cũng lấy luôn. Để counter vào những cái nhà như kiểu 9 Warrior. Rồi, cây lên được 3 đã này. Rồi, có tăng cơ. Cái con Whipper Seer tôi cũng roll luôn. Lên 3 sao luôn, nha anh em nhá. Dùng đấy, dùng cả hai. Ok, rồi. Rồi, xong rồi. Cả hai con đều dùng anh em nhá. Cả hai con đều dùng. Ủa mày ra cả ngộ không, ra cả mới nào 23 mà ra hai con 2 đô 5 đô á, sợ đấy. Hết tiền. Nhưng mà ngộ không với cả Light Spirit thì nó cũng bá đấy. Ủa nhìn nó vụt kìa. Rồi chết đi, chết luôn. Rồi, hay quá, may quá con heo nó chưa kịp đẻ. Lên nhớ là cái bộ 6 đỏ là chúng ta sẽ rất là sợ ở late game nhá. Late game sợ lắm ấy. Mãi chưa ra Grim anh em ạ. Ui, đây rồi, rồi ok. Bỏ súng đi thôi. Đấy, cái tầm này bỏ đi là vừa này. Hợp lý này. Bỏ cái này đi. Rồi 9 feather đây anh em nhé. Ok. Rồi tạm thời thì đã. U cái nhà assassin cũng đã có con xe linh rồi. Càng đấy.
Ui nhưng mà vớ vẩn, tôi cắt chuỗi rồi đấy anh em ạ. Nên nhớ là tôi dồn đồ cho con cây. Con cây của tôi nó trâu lắm. Cây trong bộ 9 feather đâu có đơn giản đâu anh em. Chấp cả con thỏ luôn. À chấp cả con ốc luôn. Chấp con ốc luôn, đấm mọi người luôn. Đấm cũng có sát phản mà. Thấy không? Ui rồi cắt chuỗi luôn này. Hay. Hay quá anh em ơi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta roll con Doom. Roll ở 9 thôi anh em nhá. Roll 9 thôi. Chúng ta sẽ kiếm con Doom 2 đã. Ok từ từ từ. Rồi. Lancer. Kiếm con Doom 2 này xong rồi roll con thỏ 3 luôn hả? Thỏ này bây giờ up 9 không luôn lên được 3 sao đâu, khó lắm. Chỉ có tự ra thôi. Có khi là tôi up 10 luôn đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ ấy, tự nhiên nó lại ra con Lancer anh em ạ. Có khi up 10 kiếm 5 đô cũng ngon. Kiếm Lancer 2 sao vào gánh kèo vậy. Đồ thì cũng có đồ cho Lancer nhá. Có đồ cho Lancer luôn. Nhẫn sinh lực. Tí nữa sẽ ghép cái chiến thánh cũng được. Ui mày bay này. Hay quá nhờ. Thế lên 10 à? Bay đái thật. Máy bay để ngoài thì hơi sai ấy nhá. Lên 10 luôn là gì nữa. Ui lên 10 là đúng rồi anh em ạ. Không thể nào có máy bay mà lại để ngoài đâu. Rồi tôi lấy giáp xoay nhá. Sức mạnh đội hình nó tăng hơn hẳn đấy. Máy bay vào đam nhiều hơn hẳn luôn. Đấy là lý do tại làm sao mà tôi mới nói với anh em là cái sức mạnh đội hình ấy, nếu mà nó vượt trội lên thì chúng ta vẫn đang lên là up cấp. Còn khi mà up cấp mà đội hình nó không tăng sức mạnh mấy thì chúng ta không lên up cấp. Đấy mà cái đội hình mà có máy bay này nó gây đam nhiều lắm. Bình thường là chỉ cần một Grim quẹt này, sau đó là máy bay thả này, sau đó thỏ bùi và đam vào là đội hình địch là coi như là toang rồi. Không cần nhiều. Ui nhưng mà thằng này thì thua. Thằng này thì tầm này chưa ăn được. Phải có đát mới ăn được. Tầm này thì thua thôi. Nhưng mà tôi có con Lancer thì nó cũng đỡ được. Chắc là tôi nghĩ là nếu mà con cây nó còn sống thì là tôi sẽ chiến thắng thôi. Cây mà chết thì là thua. Cây mà còn sống thì là ăn. Đấy. Cây liệu rằng có thể trụ được không? Con này nó bá quá. Con flame nó bá quá anh em ơi. Tôi chết rồi. Cây chết thì thua. Nhưng mà lọt 3 con thôi. Tầm này chắc thì mất khoảng 7 máu nữa cùng. 6 máu. 8 máu. Rồi đã xác định nó lên 10 là chúng ta sẽ kẹp là toàn là những con 5 đô nha anh em nhá. Đấy. Đây rồi. Rồi từ từ nha, con này vào thay con nào đây? Thay con Doom à? Thay con này. Tôi nghĩ là thay con Doom ngon hơn đấy. Thay con Doom như thay con CM bắn trưởng nó hơi chậm. Thay con Doom đi. Con CM, con The Saw ấy, nó có tác dụng là để cho con máy bay với những cái con khác nó bắn trưởng sớm. Bởi vì chúng ta không có đồ ma lăng nhiều. Rồi, cái đỏ này. 6 đỏ, thằng ấy đi chắc luôn. Tôi kẹp Squire vào rồi, không sợ đỏ đâu anh em ơi. Đỏ mà không có Bad Omen thì còn lâu mới ăn được. Đấy, combo đẹp luôn. Squire gọi đệ ra trừ giáp là thằng đỏ chết rồi. Không có lấy cái gì mà ăn được cả luôn. Có đi luôn không? 11 máu chắc đi. 11 máu chắc đi. Đấy, anh em thấy không? Lại thêm giáp cho con cây, quá tuyệt vời. Cái bộ này thực ra chỉ cần con cây lên được 3 sao thôi anh em ạ. Sau đó dí lên 10 kiếm Dash of Blitz, kiếm máy bay. Đấy. Nó sẽ mạnh. Chỉ cần con cây dồn đồ, anh em có đủ đồ đâu. Anh em có những cái món đồ tăng cơ khỏe nhất dành cho con cây thì chắc chắn là nếu mà anh em có thua ấy thì vẫn còn con cây nó sống sót để nó trụ. Đấy, nó chỉ cần không chết thôi là chúng ta kể cả ở trên bàn cờ địch có 10 con nhưng mà nó không giết được con cây ấy, thì chúng ta vẫn mất là không máu. Đấy, ngon không? Tôi ở cái bộ này là tôi phun thủ luôn. Tôi những cái món mà nó rơi ra mà nó không liên quan gì đến cái món đồ mà tôi được chọn ấy
thì tôi ghép cái món đồ công. Đấy, còn nếu mà những cái món đồ tôi chọn ấy, thì tôi chắc chắn là tôi lấy phun thủ. Đấy, tôi cứ lấy phun thủ thôi. Ui thằng này to nhá, thằng này có line spirit rồi, có cả máy bay. Nhưng mà nhưng mà chưa chắc đã ăn được tôi, đúng không? Vớ vẩn khi rau này nó đi luôn ấy anh em ạ. Đây, vớ vẩn rau này đi luôn này. Lấy cái gì giết được con cây? Ok. Ui rồi. Này đi luôn đấy. 8 máu là đi luôn đấy nhá. 8 máu đi luôn đấy. 8 máu là đi luôn chắc luôn này. Ui rồi may mắn đấy. Tôi có con Golden Herald nó lại cướp một con heo. Trời ơi, thế thì đi rồi. Đi chắc luôn. Đi chắc luôn. Đấy, thấy chưa? Cái bộ này chỉ sợ đỏ khi mà nó có con Bad Omen thôi anh em ạ. Còn chưa có Bad Omen thì vẫn không sợ. Đồ quá nhiều đồ hồi máu cho cây luôn. Cây thế giới thế nhở. Rao sau lấy được cái món đồ chén thánh nữa thì con này bất tử luôn. Tầm này mấy cái thằng assassin đánh con cây này chưa chắc đã ăn được nhá. Alo, assassin bay bầu rồi à? Thằng này nó chuyển nó chuyển sang 6 đá anh em ạ. Tức là chuyển từ assassin sang 6 đá kẹp với ngộ không hay sao? Chưa chắc đã ăn được tôi. Thật đấy. Nhìn thấy thôi, chưa chắc đã ăn được đâu. Cái bộ 6 đá đánh với bộ bộ này là cái bộ của tôi ấy, nó không phải là bộ đánh tay. Cái bộ này của tôi là cái bộ bắn trưởng cơ mà. Anh em thấy không? Tôi kẹp máy bay, kẹp các thứ bắn trưởng mà. Nên là nó cũng không sợ 6 đá. Cái bộ này nó đâu có sợ 6 đá đâu. Bây giờ chắc là thua cái thằng này này. Kiếm hồn 2 sao này. Ui vậy đài luôn. Kiếm hồn 2 sao. Ui đúng thật, khỏe quá. Khỏe quá anh em ạ. Ui con kiếm hồn nó chặt kìa. Ui nhìn nó chặt kìa. Doom vào con cây là con cây không hồi máu là thua đâu. Đấy còn cái thằng 6 đá bị tôi đấm kìa. Anh em thấy không? 6 đá làm gì có ký cửa đâu. Ngộ không 2 nhá, cũng thế thôi. Anh em ạ, ngộ không 2 sao cũng thế thôi. Tôi lo thằng này này. Thằng này căng này. Thằng này là 9 warrior kẹp hồn. Đấy cái bộ, cái bộ warrior ấy, nó là cái bộ mà nó comeback trở lại ở đấy anh em ạ. Bởi vì làm sao? Bởi vì hiện tại ấy, là nó không có những cái món đồ hồi máu sớm. Đấy, chúng ta chỉ có thể lấy được cái món đồ hồi máu nhờ những cái round 25-30 khi mà chúng ta ra được đồ cam thôi. Nên là cái hút máu ấy, để mà lấy được cái hút máu để mà đánh với warrior ấy bây giờ ấy là nó rất khó. Chính vì thế là cái bọn warrior nó quay trở lại, nó comeback đấy anh em ạ. Bởi vì cái phản của nó cực kỳ là nguy hiểm luôn. Chúng ta không có hút máu để chúng ta hồi lại. Thứ duy nhất mà có thể counter được chính warrior chính là con Dark Spirit. Tôi đã để con Dark Spirit từ rất lâu rồi. Tôi là bây giờ là trận nào tôi cũng phải cho Dark Spirit vào. Bởi vì toàn đỏ với cả warrior đó. Nên là tôi phải cho Dark Spirit vào để tôi ăn những cái thằng đấy. Trận nào cũng phải có luôn. Nhưng mà trận này nó không ra. Đồ này lấy được cái giáp băng này. Chắc là chốt cái giáp băng luôn. Chống hồi máu anh em ạ. Đồ này cần để đánh với warrior. Nhà warrior nó sẽ có con kiếm hồn cũng như là con lancer. Chúng ta sẽ phải có càng nhiều những cái đồ chống hồi máu càng tốt. Để tí nữa ấy, khi mà vào chống hồi máu xong là Dark Spirit thả ra cái bãi hố đen ấy là bọn nó không hồi máu được luôn, là bọn nó chết luôn nha anh em nhá. Tôi sẽ chốt cái món đồ này. Đấy, tôi chốt cái món đồ giáp băng. Cái giáp băng này bây giờ hiện tại nó không gây đam một nữa anh em nhá. Anh em lưu ý cho tôi là tôi cũng bị nhầm một vài trận đấu trước đây ấy, là tôi ghép cái giáp băng để chơi 9m đấy. Là tôi bị nhầm. Bây giờ giáp băng là không chơi 9m nữa nha anh em nhá. Cái bộ 9m bây giờ giáp băng là nó không có tác dụng. Nên anh em cân nhắc lấy. Đấy. Thằng này chắc đi rồi. Nói chung là chơi đá mà kẹp với cả cái gì? Kẹp với cả cọc nhưng mà làm sao mà ăn được? Lốc lên là chết. Đấy, anh em thấy chưa? Lốc lên là chết. Này gặp đá là cái con Squire nó counter khủng khiếp lắm đấy nhá. Nó lốc đấy anh em. Bọn đá không được đấm đâu. Bây giờ chắc sợ 9 warrior thôi. 9 warrior ở đây thì tôi có hai con để counter, đấy chính là con Dark Spirit, con máy bay cũng như là con Squire là có thể counter được. Đều rồi. Đấy. Tí nữa có thể tôi sẽ chuyển sang cái bộ Witcher để đấm cái bộ warrior nha anh em nhá.
ta có thể chuyển sang Witcher cũng ok. Rồi, cái con Lancer này thực ra là cái con này là con phế vật nếu mà đánh nhau với 9 Warrior, nên là tôi cũng sẽ bán cái con Lancer thôi anh em ạ. Lancer đánh với Warrior là tự hủy nha anh em nhá, tự hủy đấy, tự hủy luôn đấy. Rồi, ui cái con kiếm hồn nó gắt một phát chết luôn con Grim của tôi, chưa kịp quẹt mực luôn. Mẹ, tay đái thật. Đi rồi kìa, thấy không? Cái bộ 6 đá ấy. Cái bộ 6 đá nói chung là chỉ đánh được với cả mấy cái thằng mà ngày trước, mấy thằng vua ngày trước thôi. Bây giờ 6 đá nó không đánh được anh em ạ. 6 đá bây giờ nó yếu. Về căn bản là cái con kiếm hồn này nó gắt một phát chết con thì nó ngại gì đâu. Anh em thấy không? Kiếm hồn nó gắt một phát chết con luôn. Để mà chơi được với con kiếm hồn này thì bắt buộc phải có Dark Spirit. Đây rồi. Rồi, để tôi roll hết tiền này. Sẽ phải kết thúc cái trận đấu này sớm. Ui, từ từ nhá, có con ca lông này. Tôi sẽ bán cái con Lancer đi. Lancer vào tự hủy đấy. Ui, từ từ nhá, con này cũng cần. Nhưng mà bây giờ cần thì phải thay con nào đây. Sai Linh ra rồi, chắc là thay cho Whisper anh em ạ. Whisper 3 sao, nhưng mà tôi nghĩ là cái con này nó không đánh đâu. Đánh với cả Wario con này hơi phế. Tí nữa chúng ta chuyển sang Witcher, tôi giữ lại với con kia. Ok. Kiếm hồn khỏe quá, chặt phát chết con. Chỉ có chặt trượt thì mới thoát được thôi anh em ạ. Ơ, nhưng mà round này có vẻ ăn này. Khỏe không? Ủa không được rồi, kiếm hồn nó khỏe quá. Mặc dù tôi đun vào con. Ơ, được không? Được không? Đúng, tôi vẫn sống. Cắt chuỗi luôn, hay. Rao sau là 34 anh em ạ. Thôi, rao này có khi xả hết tiền luôn. Để nó sống đến ra 35 không ăn được đâu anh em ơi. Có đồ cam mà không ăn được không? Hết tiền luôn anh em ơi, máy bay này, hay. Máy bay 2 đi. Máy bay 2. Trứng từ từ nhá. Có Dark Spirit, từ từ ăn luôn hết á. Đạt. Đạt. Tao cần con Dart, không phải là con Lai. Dart Spirit ra đi. Ra đi. Ui ôi, một lần nữa. Ôi dồi, đây rồi. Hay quá anh em ơi. Thôi rồi, giải tán con máy bay anh em ạ. Có Dart rồi, vai trò con Dart là giống con máy bay ấy. Rồi, từ từ nhá, bán này đi. Ok. Rồi, lóc ra này lại đã. Rồi, đồ dồn cho Dart thôi anh em ơi. Cứu giá, Dart là ăn được mà. Cái bộ Wario này này, cả cái lineup này nó sợ nhất là con Dart luôn. Chỉ cần con Dart Spirit thôi, bộ này nó coi như là nó nằm xuống luôn. Đấy anh có thấy không? Quỳ chưa? Ui rồi đi rồi. Gặp Dart Spirit tôi có giáp băng rồi, tôi tính toán từ vừa nãy rồi anh em ạ. Giáp băng thả, Dart Spirit thả một cái là thôi coi như bọn này hết hồi máu luôn. Đi rồi, 9 máu chắc chắn đi luôn. Ui giời. Quá tuyệt vời. Được. Quá mãn nhãn luôn anh em ạ. Ui, con Dark Spirit nó ra đúng lúc luôn. Kết thúc trận đấu ở round thứ 34. Thế là xong, hết cơ hội. Hết cơ hội cho đối thủ. Mà đối thủ là chuyển sang cái bộ hồn niếc gì kinh phết đây anh em ạ. Hình như là linh hồn kẹp với cả Witcher thì phải. Đấy, nhưng mà không ăn được. Cái cửa gì ăn được. 9 phe giờ counter nha anh em nhá. Rồi, một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh em Mạnh Xăm nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, đội hình tier S mạnh nhất cái thời điểm hiện tại anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, lần đầu tiên tôi chơi Ngũ Long Hòa Hình ở trong beta mới thì gặp ngay fan ở trên kênh cũng chơi Ngũ Long Hòa Hình luôn. Hay lắm anh em ạ, tin tôi. Để xem con gấu Assassin kết hợp với 9 Assassin nó khỏe cỡ như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.